đi phía sau anh á, em bắt nghêu á, thấy lúc mà rào em rào bắt xong em ngước lên thấy có cái bóng đi qua, mà em tưởng đâu là anh. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Gần Gũi Vlog. Và đây là em trai của mình, đây là Thắng. Buổi tối ngày hôm nay thì hai anh em mình đang có mặt ở tại gần gặp mặt mọi người ở Cần Giờ. Thì hồi chiều Huy có điện thoại cho ông anh xin rồi là buổi tối ngày hôm nay nước dòng anh em mình sẽ đi ra bãi biển để đi bắt nghêu cũng như là bắt ốc gai. Nói chung là đi ra bãi biển buổi tối ngày hôm nay, nếu mà có được cái con gì đó thì anh em mình sẽ bắt nha mọi người. Rất là mong mọi người cùng đồng hành với anh em mình trong cái video này cũng như là chuyến này nha mọi người. Ok thì bây giờ mình lên đường. Ok mọi người ơi, nãy giờ thì anh em mình cũng đã đi ra tới ngoài biển rồi nè mọi người. Để đôi dép ở đây nè em ơi. Để dép nè. Để ngay chỗ cây đi, chút xíu vô mình lụm. Đây nè. Đó, để ngay cây nè. Đây nè, đây nè. Nghe đèn anh nè, đó. Ở ngoài biển thì bây giờ rất là cạn nha mọi người. Đây ở ngoài bãi biển này thì rất là nhiều người họ đi bắt, quá trời nhiều đèn luôn. Đó, bên phía bên kia đèn sáng sáng, bên kia là Vũng Tàu nha mọi người. Đó. Ok thì bây giờ anh em mình sẽ tranh thủ đi ra ngoài bắt để chút xíu nữa, một hồi là nước nó lớn nha mọi người. Đây, cái cột hôm trước nè mọi người. Cái cột này là từ bờ ra đây là 200m nha. Đó, mấy cái con này nó bu quá trời luôn nè. Mấy con hào con nè. Đây vừa phát hiện một em ốc, trời ơi nó đu nghêu tưởng bự quá. Rồi đây nè, đây một con nghêu nè, đây đây nữa nè, đây thêm em nghêu nữa, quá đã luôn. Ốc nhỏ ăn ngon lắm, bông lắm. Nãy giờ bắt không có ốc gai ta. Ở đây nè, đây nè, đây đây đây, hai con đó. Không thấy thì thôi, thấy là hai con. Đây. Điều. Hai con ốc gai mọi người. Đó, quá đã. Giờ này người ta bắt đi bắt con ngoài biển rất là nhiều nha mọi người, tại vì biển nó cạn đó. Đó. Đây nè. Đây. Một em ốc mỡ. Phải không? Đây không phải. Đây nè, đây nè. Bước lên anh nắm được đó rồi. Ấy luôn, bỏ nó khúc xuống rồi. Nó rút lẹ lắm. Đúng rồi. Nó rút lẹ lắm. Giờ nghe mình nó bắt thử. Tao xuống. Đây hút đó. Trời ơi nó rút rồi kìa. Trời mất kìa. Trời ơi, bỏ đi. Đây, ốc bông chà bá luôn. Nè. Ốc bông chà bá luôn nè. Quá nãy giờ hai anh em bắt được ốc bông nhỏ mọi người. Tiện bắt mấy con ốc lạ nha, mấy ốc lạ mình biết.
Đây, bỏ cho em ơi. Này, con cua gì? Mình cũng chẳng biết luôn. Chào quá rồi mọi người. Cua đế. Chào nghĩa. Chào về hỏi chú ba biết luôn. Cua chào bá luôn. Cho em nó vô luôn đi. Thành quá nãy giờ mọi người. Hôm nay đi thì anh em đi hơi trễ cho nên là bắt không được nhiều cho mọi người. Dân người ta đi trước người ta bắt hết trơn rồi. Hiện tại là ở ngoài biển chỉ còn hai anh em mình thôi mọi người. Người ta rút vô hết trơn. Ở ngoài này thì cảm giác nó rất là u ám luôn. Trời thì không có gió luôn. Tới công viên rồi. Trời ơi. Tự nhiên nó dẫn ốc gì ta. Tới công viên thì đây mọi người ơi. Đây là thành quả mà nãy giờ anh em mình đi ra biển kiếm được nè mọi người. Ốc gai rồi đây là mà chú ba nói con này là con cua đá biển vậy đó. Với lại nghêu. Với lại một số bông nha mọi người. Hồi nãy anh có anh em kêu anh có nghe không? Kêu gì? Để chút lên dầu đi em nói cho. Ghê vậy. Tự nhiên đi biển về nó hâm mình cái nghe dở gốc người ta. Bây giờ mình cứ đổi mình vô mình lục này nha mọi người rồi mình nhậu vô luôn với chú ba nha mọi người. Ok mọi người ơi, đây là thành quả mà nãy giờ anh em mình đi ra ngoài cái gì quên mất mẹ rồi, ra ngoài bãi biển. Đi ra ngoài bãi biển mọi người bắt được, với lại cái số tôm mà chiều anh em mình đi xuống dưới xuống nhà xuống chỗ chú ba rồi dẫn cho anh em mình nó đi mò sò huyết với lại mò tôm nè mọi người trải nghiệm. Nói chung là hồi chiều cái video mình không có quay, nói chung là đây còn tôm với lại sò huyết rồi mình cho vô đây mình nhậu luôn nha mọi người. Đây giờ này khuya rồi, giờ này gần 12 giờ mà có một cái dĩa như thế này là tới một chuyện luôn hả chú ba hả? Ok thì bây giờ không làm mất thời gian của tất cả mọi người thêm nữa thì mời tất cả mọi người cùng dùng khuya quay lại với chú cháu mình nha, nhậu khuya đi, nói gì cho nó sang. Đây nói về ăn nhậu thì mời anh Tử luôn nha anh Tử ơi. Đó, anh Tử giờ về bên nhà rồi đó. Đó. Giờ muốn sẵn hả? Tới còn chuyện thì chứ. Đây. Đây. Mời tất cả mọi người nha. Nhức nách. Đã không em? Quá đã. Tới còn chuyện luôn không? Tới còn chuyện luôn. Uống miếng nước coi. Có ca nướng mà giấu hoài. Ai hút mà giấu hoài. Ở đây thì rất là khuya mọi người. Giờ này thì rất là khuya. Ở đây phải nói là nó rất là yên tĩnh luôn. Đó, trời ơi khói nó bay nghiêng ngút luôn. Nhưng mà khói ở dưới gần mà mọi người. Cho nên là nhang mũi thì có bao nhiêu bó thì cũng không thể nào chịu nổi được. Cho nên là mình đốn củi đó, mình bập bùng để mình ung khói ung mũi rồi mọi người. Đây mời tất cả mọi người dùng thêm ly nữa nha. Nãy giờ thì ủa sao chú ba không chịu ăn mồi đi chú ba. Chú ba không chịu ăn mồi mất công chú ba bình luận vô ủa tại sao mà nhậu không cho ổng ăn mồi nữa. Đây mời mọi người nha, trong cái dĩa này đặc biệt nhất là em này, rất ra một con duy nhất đây mọi người. Đó đây nhìn nó rất là hung tợn luôn, trời ơi. Đây em tách đi, có một con mà tách rồi ăn một hồi chứ đầu máu không quá. Vậy này con lột con tách này ăn ngon. Con đặc phẩm là con với cua lùn đi bắt là thấy rất là nhiều. Nãy là bắt con này xong là em đi phía sau anh á, em bắt nghêu á,
thấy lúc mà lào em đào bắt xong em ngước lên thấy có cái bóng đi qua mà em tưởng đâu là anh hả? Em tưởng đâu là anh, mày không nhớ là cái bãi biển đó chú ba là chỉ còn con với nó thôi. Là hai anh em đi ra biển mọi người, mà người ta đi kéo vào hết trơn rồi, tại vì dân địa phương ở đây là người ta biết cái giờ nước rồng và nước lớn, người ta tranh thủ người ta bắt. Hai anh em mình xuống là chỉ còn có vài người thôi, là người ta đi kéo người ta vô hết. Thằng em mình hồi nãy anh em bắt con này rồi, kể tiếp rồi sao nữa đó. Em tưởng đâu anh rồi. Em kêu anh Huy lại nhiều này nhiều lắm nè. Ừ. Mà em quay lại thì anh lúc phía trên á. Ừ. Em tưởng đâu là anh đứng bên sát bên em rồi. Tới công chuyện rồi, cái bãi biển mà có hai anh em mọi người, mà nó nói nó thấy bóng. Em nào mà lượn qua lượn lại đó mình đường này nó kể vậy vẫn khóc cái chợ. Tới một chuyện thiệt, hèn gì chú ba là nói là thôi tớp đi tớp đi được không? Ở đường mọi người thôi, bây giờ để ốc ga đi chú ba. Dạ. Dạ. Để giờ chú ba mở cái này ra để thấy chú ba ăn đi. Thôi để cho chú chú ăn đi, chú đi thấy có mấy con nè đó. Để bò nó xong rồi lên đó. Trời ơi ốc gai nè, ốc gai mọi người. Trời ơi, tự nhiên mà hai anh em có hai anh em đi thôi, mà bây giờ nó nói là nó thấy cái gì đó mà mình không thấy, tại vì mình nói chung là mình dữ lắm mình không thấy được, mà nó đi sao nó thấy kinh khủng thiệt. Dạ. Thì em mới kêu luôn hả? Em kêu luôn hả? Lúc đầu em tưởng là anh là anh. Ừ. Em mới kêu anh đi nhiều lắm nè. Kêu lại nhiều cái em đứng phía trên á. Trời ơi trời, tới công chuyện cho mọi người. Có rủ đi ra bắt uống cà phê không? Ai uống thì mà. Rủ đi ra bắt uống cà phê không? Xúc mừng. Mọi. Đây. Mà tất cả mọi người dùng cho mình một con ốc gai nha. Ốc gai. Hay con cua. Đây. Ăn đi thôi. Con ăn đi. Nhất luôn, chấm nhất để ăn đi, chấm này, chấm nhất. Chấm luôn. Chấm. Tới công chuyện liền. Ừ. Ăn bù lại mà hồi nãy là nhém nữa em tới công chuyện đó. Cái con này nó không đẹp. Cái con đẹp rồi. Chúng mình một con ốc bông nha. Đây cái chén muối ớt ở nhà chú ba Lâm nè. Chén nước chấm đây. Trời ơi tới một chuyện. Nè, mời mọi người nha. Quá đã. Hồi nãy thì hai anh em mình đi xuống hơi trễ. Nói chung là mình cũng không phải là dân địa phương ở đây, cho nên là mình cũng không có gành mọi người. Thấy cái nước rồng này hai anh em đi thôi. Nói chung là thằng em nó ham muốn đi theo chơi. Hồi chiều xuống thì hai anh em đã có đi dẫn cho em đi trải nghiệm là mò sò huyết với lại là mò tôm. Mà tôm mà mua bự nè. Hồi chiều là hai anh em bị đâm bấy tay chưa, mẹ nó khoái cực kỳ khoái. Nó là trời ơi em mà gặp sông nước là hiểu rồi, nó nhảy một cái đùng cái tưởng là tới công chuyện nữa rồi chứ. Ok vô cái nữa đi. Mình ăn cơm rồi đó là đi vừa. Dạ. Hồi chiều mà ăn cơm sớm à, đi chú bà ha. Đâu có hồi lúc mà ăn cơm rồi là đi liền vừa luôn á. Dạ. Thôi nói chung là mình rút kinh nghiệm mọi người. Ok. Và clip đến đây thì nói chung thì cũng khá dài rồi mọi người. Buổi tối ngày hôm nay thì anh em mình cũng muốn dẫn cho tất cả mọi người cùng đi trải nghiệm ra bãi biển, đi tìm thức ăn săn đêm nha mọi người. Ốc. Rồi nghêu. Nói chung là bữa nay anh em mình không có bằng hôm trước đi với cua lùng. Nói chung là cũng có một buổi trải nghiệm khá là thú vị khi mà lần đầu tiên dẫn thằng em đi chơi. Ok, và nếu như tất cả mọi người yêu quý chuyến đi này của Huy cũng như là yêu quý video này thì đừng quên để lại cho anh em mình xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh cũng như ủng hộ cho Huy chuyến này sắp tới nha mọi người. Bây giờ thì Huy cũng như là em trai của mình cũng như chú ba xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người nha. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video sau. Chúc cho mọi người ngủ ngon. Bye bye.